cắt hết các cái đầu dây còn thừa ở phía sau này. Mình sẽ làm hai cái mắt kính giống nhau nhé. Bây giờ sẽ gắn hai cái mắt kính vào với lại phần bông hoa. Mình sẽ móc một đoạn dây bính để làm cái phần lối kính. Nên khoảng 5 mũi bính nhé. Khâu vào hai bên mắt kính.
Sau khi xong phần mắt kính này, mình sẽ làm phần miệng nhé. Phần miệng sẽ làm màu đỏ luôn. Mình cũng sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Trong vòng tròn ma thuật móc 12 mũi móc đơn. Xếp vòng tròn ma thuật lại sang trượt mũi kết hàng. Cắt nên để khâu cố định. Mình sẽ gấp đôi cái phần miệng lại, gắn với lại phần đầu, nhé. Rồi sẽ gắn phần mắt này. Mình có thể thêm phần mã hồng.
nhận xong một bé vịt hoa rất là xinh xắn, vịt đội mũ hoa này. Mình có thể dùng làm móc treo ba lô, túi sách, dùng làm quà tặng, hoặc là dùng trang trí gương xe máy, ô tô cũng rất là xinh. Bây giờ để mời các bạn theo dõi các video sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.